Phương Quyên và Quốc Thắng xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023, chương trình có các nội dung đáng chú ý như sau. Tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ với chi phí đầu tư khoảng 7 tỷ đô la dự kiến triển khai trước năm 2030. Nỗi lo của người dân ở các chung cư cũ trong nội ô quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sau vụ cháy ở chung cư mini 9 tầng tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại huyện Cờ Đỏ, một công trình nâng cấp lộ giao thông thi công dở dang bởi có đến 4 cây cầu đang chờ xây dựng nhưng chưa biết khi nào mới thực hiện được. Thưa quý khán giả, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ để trình trong năm 2025 và tính toán đến nguồn lực để có thể triển khai trước năm 2030. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá đây là dự án có quy mô lớn với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ đô la. Công nghệ phức tạp nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng khoa học và đặc biệt là cân đối bố trí nguồn lực. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt tư vấn rà soát, làm rõ số liệu dự báo nhu cầu vận tải, bảo đảm tính khoa học thống nhất với số liệu trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, đồng thời phân tích ưu nhược điểm cho việc lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tốc độ thiết kế và cần đồng bộ với việc đầu tư khai thác, đảm bảo kết nối thuận tiện, rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư, phương án tài chính dự án, cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện dự án. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ có điểm đầu tại ga An Bình, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và điểm cuối tại ga Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dự án này có chiều dài khoảng 174 km đi qua 6 tỉnh thành phố gồm Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ với 13 ga toàn tuyến. Liên quan dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang cho biết sẽ khẩn trương rà soát đánh giá cụ thể trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn tỉnh để có phương án hỗ trợ thành phố Cần Thơ nguồn cát thực hiện dự án cao tốc đồng bộ hiệu quả. Trong quá trình khai thác các mỏ cát, hai địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra giám sát việc khai thác của các nhà thầu đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguồn cát cung cấp chỉ được sử dụng thực hiện công trình xây dựng đường cao tốc. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ có chiều dài 37,42 km với tổng mức đầu tư trên 9.725 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng vật liệu cát san lấp cho dự án khoảng 5,35 triệu mét khối đã đầm nén, tương đương khoảng 6.960.000 mét khối rời. Tuy nhiên, chất lượng các mỏ cát trên sông Hậu thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng đường cao tốc, nên Cần Thơ đề nghị tỉnh An Giang sớm hỗ trợ nguồn vật liệu cát sử dụng cho dự án. Gói thầu xây dựng nhà chờ hiện đại và điểm dừng xe buýt tại thành phố Cần Thơ với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện chỉ mới đạt khoảng 45% khối lượng. Gói thầu này có quy mô trên 500 nhà chờ hiện đại và điểm dừng xe buýt, hầu hết đã được lắp đặt phần khung nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện tiếp các hạng mục còn lại. Việc lắp đặt chậm không tập trung sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch phát triển mạng lưới xe khách công cộng của thành phố. Để đẩy nhanh cái tiến độ công trình theo cái hợp đồng được ký kết thì Sở Giao thông cũng đã mời cái nhà thầu họp để tăng cường các thiết bị nhân công xe máy và chia thành nhiều cái mũi thi công ở ngoài hiện trường để bù đắp cái phần tiến độ chậm từ cái thời gian khởi công đến nay. Thưa khán giả, được khởi công vào đầu năm 2022 và theo kế hoạch thì sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, dự án xây dựng và nâng cấp đường tỉnh 918 đến nay chỉ mới đạt gần 50% tiến độ. Đáng nói là tại công trình, hiện các hạng mục của dự án hoàn toàn bị ngưng, điều này không những làm chậm tiến độ mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công của thành phố Cần Thơ. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trên công trình thi công các hạng mục đường và cầu thuộc dự án xây dựng và nâng cấp đường tỉnh 918 giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại 68 trúng thầu thi công. Phần đường và cầu đang thi công dang dở, nhà thầu không triển khai tiếp tục trong thời gian dài, nên cây cỏ mọc tùm che cả đầu người. Mới làm được cái cầu giữa thôi, đổ hai móng hai bên,
Những còn cái cầu Cá Lan thì nói chung chưa có thi công được. Bà con ở đây mong muốn làm thế nào cho nhanh chóng chuyển hàng hóa, thí dụ trái cây, thì cho nó thuận tiện hơn. Dự án xây dựng và nâng cấp đường tỉnh 918 thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông cấp 2 có chiều dài tuyến trên 3 km, đi qua địa bàn hai xã Tân Thới và xã Giai Xuân thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Điểm đầu tuyến giao đường tỉnh 923 và điểm cuối tuyến nằm trên đường tỉnh 918 hiện hữu. Trên tuyến còn có hai cầu là cầu Giữa và cầu Cả Lan. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố với kinh phí xây dựng gần 330 tỷ đồng từ ngân sách, với kỳ vọng khi hoàn thành không những phát triển giao thương mà còn kết nối các tuyến đường tỉnh với trục quốc lộ, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như giải phóng mặt bằng còn chậm và kéo dài, nhà thầu còn chưa tập trung cho việc thi công, nên các hạng mục của công trình dù đã và đang triển khai đều bị tạm dừng trong thời gian dài, gây lãng phí. Do là còn vướng mặt bằng nên là cũng chưa thể triển khai các công tác để thi công cầu. Mặc dù là cái phần cọc cầu là tụi em đã đúc đến nay là cũng là khoảng trên 50% rồi. Giờ chỉ đợi mặt bằng nữa là để thi công ép cọc và làm các cái phần công việc tiếp theo của cầu Cả Lan ạ. Đề xuất kiến nghị thì cũng chủ yếu là cái về phần giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng rồi thì nhà thầu sẽ tập kết thêm thiết bị và tập trung nhân lực thêm để mà đẩy nhanh được tiến độ. Tới nay còn khoảng 70 trường hợp là đang xếp pháp lý. Thì cái khó khăn vướng mắt thứ nhất là trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, đa số các hộ bị cắt xén. Thứ hai là ở trên đất công của nhà nước. Thứ ba là đất cập lề lộ cũng như ven sông Gạch. Thì cái vấn đề này ủy ban huyện cũng như hội đồng đền bù cũng xin ý kiến của ủy ban thành phố như sở tài nguyên môi trường. Thì vừa qua tới đầu tháng 8 thì ủy ban thành phố cũng cho chủ trương về hỗ trợ đối với phần ở trên cái phần đất cập lộ rồi cập sông Gạch, đất bãi bồi là hỗ trợ 60% cho bà con đang sử dụng. Khu dân cư chúng ta chưa có mà chúng ta áp giá bồ hoàng cho người dân thì người dân chưa có mạnh dạn để giao cái mặt bằng cho mình thôi. Xã cũng tiếp tục vận động trong thời gian tới để sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với đường tỉnh 918 giai đoạn 1 thì hiện nay là nhà thầu cũng không có cái mặt bằng để thi công, chưa có giao được mặt bằng và nhà thầu gần như là không thi công được cái hố cầu Cá Lan. Bên cạnh đó thì đối với đường tỉnh 918 giai đoạn 1 này thì cũng vướng các cái hệ thống hạ tầng là các đường điện rồi đường nước thì cũng nói chung là cũng chưa có di dời được. Tình trạng thi công gián đoạn, đình trệ trong thời gian dài không những gây lãng phí từ nhiều phía mà còn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của thành phố. Do đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố cần phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết những khó khăn vướng mắc còn lại từ dự án, đồng thời có biện pháp quyết liệt hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 9, phân hiệu trường Đại học FPT Cần Thơ đã tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 và khánh thành tòa nhà hiệu bộ Alpha Đại học FPT Cần Thơ. Ông Trần Diệu Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến dự. Phân hiệu trường Đại học FPT Cần Thơ được thành lập vào năm 2018 thuộc tập đoàn FPT. Năm học 2023-2024, trường tuyển gần 2.000 sinh viên. Hiện nay, quy mô đào tạo với gần 8.000 sinh viên ở 14 chuyên ngành. Tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp đạt hơn 98%. Dịp này, trường khánh thành tòa nhà hiệu bộ Alpha. Tòa nhà Alpha có tổng diện tích sàn xây dựng là 24.921 m², gồm 1 tầng bán hầm, 9 tầng nổi, 136 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của hơn 5.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, biểu dương thành tích đạt được của trường, đồng thời mong muốn trường tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác doanh nghiệp và các trường đại học trong và ngoài nước, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để phát triển phân hiệu trường Đại học FPT tại Cần Thơ vươn lên tầm cao mới. Dịp này, trường trao 96 suất học bổng gồm 100%, 70%, 50% toàn khóa học cho tân sinh viên đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi học bổng đầu vào của trường.
Từ năm 2017 đến năm 2022, thành phố Cần Thơ luôn được xếp ở nhóm 5 địa phương đứng đầu của cả nước về triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Đặc biệt trong năm 2021 và 2022, Cần Thơ đều đứng vị trí số 1. Tính đến tháng 9 này, trên địa bàn thành phố đã xác nhận 99 chuỗi và xác nhận cho 266 sản phẩm được xác nhận công nhận chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Dự kiến trong năm nay sẽ xác nhận cho 15 chuỗi, 40 sản phẩm an toàn, đảm bảo đạt 100% số lượng chuỗi được xác nhận theo kế hoạch. Đến nay đã có 180 chủ thể sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản với 463 sản phẩm được cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử QR code. Có 61 trong số 92 sản phẩm đã công nhận xếp hạng OCOP và 158 trên 266 sản phẩm đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Xây dựng được 244 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có 50% sản phẩm sản xuất ban đầu là nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu. Theo đánh giá, Cổng Dịch vụ Công của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện trong tháng 3 năm nay, thành phố Cần Thơ là một trong số các địa phương đạt mức độ A trong khoảng từ 90 điểm đến 100 điểm. Trong đó, Cổng Dịch vụ Công thành phố Cần Thơ sử dụng giải pháp dịch vụ công điển hình công nghệ của Unitech theo hình thức đầu tư mua sắm giải pháp có kết quả đánh giá chất lượng cao nhất trong 63 địa phương. Trong 11 cổng dịch vụ công đạt mức độ A có 2 trên 11 cổng sử dụng giải pháp công nghệ của Unitech, 2 trên 11 cổng sử dụng giải pháp công nghệ của Viettel và 7 trên 11 cổng sử dụng giải pháp công nghệ của VNPT. Tại diễn đàn kinh tế lần thứ tư năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia nhận định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tổng lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất, ước 57.600.000 tấn, chiếm hơn 23% cả nước. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển kinh tế xanh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, trong đó xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi, tăng cường kết nối liên vùng, hợp tác quốc tế, đồng thời xác định tập trung vào 4 nội dung: phát triển nguồn lực xanh, xây dựng hạ tầng xanh, phát triển hành vi xanh, xác định ngành và lĩnh vực tiên phong. Bên cạnh đó, nhận thức người dân đóng vai trò quyết định, thành phố sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến thực sự về ý thức tiêu dùng xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tiến tới một nền kinh tế xanh, kinh tế bền vững trong tương lai không xa. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như trước đây người dân sinh sống ở các chung cư cũ trong nội ô quận Tân Kiều, thành phố Cần Thơ lo lắng vì chung cư xuống cấp không an toàn về phòng cháy chữa cháy, thì từ sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, làm chết 56 người, bị thương hàng chục người, thì nỗi lo lắng, bất an về cháy nổ của những cư dân sống ở các chung cư cũ này càng nặng nề thêm. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại chung cư Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Không những xuống cấp mà còn không an toàn, bởi chung cư Ngô Hữu Hạnh được xây dựng trước năm 1975. Và đến nay, từ phần hiện trạng bên ngoài đến các căn hộ bên trong đều có dấu hiệu rạn nứt và không biết sẽ ngã đổ bất cứ lúc nào. Hai cầu thang lên xuống duy nhất cũng là lối thoát hiểm cho cư dân nơi đây nhưng lại hẹp và bị lấn chiếm. Chung cư này hiện có gần 100 hộ dân sinh sống, từ lâu không được tu sửa nên đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, trật tự xã hội và nhếch nhác về cảnh quan môi trường. Nhiều lần ngành chức năng thành phố, quận và phường đến lấy ý kiến nhưng đến nay cũng nguyên hiện trạng. Hơn một năm trông chờ vào kế hoạch tu sửa nâng cấp từ sở xây dựng, đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì thế, nỗi lo của cư dân nơi đây càng tăng lên. Sớm để sửa chữa cho khu tập thể, tụi tôi đang ở hiện nay đang xuống cấp trầm trọng cho bà con ở và các trẻ em cho nó an toàn. Thứ nhất, thứ hai nữa là xin được hỗ trợ là về phòng cháy chữa cháy từ hồi lúc tôi ở hồi năm 90 tới giờ. Xin phòng cháy chữa cháy nhiều lần rồi nhưng mà không có hỗ trợ cho tụi tôi. Ở đây đường lên rất là hẹp, chỉ có một đường lên thôi, không có nhiều. Lỡ mà có chuyện gì là không có, nó chỉ có một cửa à. Lỡ có chuyện gì là tụi tôi không có đường lối thoát. Cũng trên địa bàn phường Tân An, khu tập thể 1921 Phan Đình Phùng. Nơi đây công tác phòng ngừa hỏa hoạn là 30. Không thiết bị phòng cháy chữa cháy, không tổ chữa cháy và cũng không có phương án chữa cháy. Chỉ một lối thoát hiểm duy nhất nhưng lại thiếu ánh sáng, đèn báo. Người qua mặt người còn không lọt, huống chi khi có sự cố cháy nổ, khó có thể thoát hiểm. Được sử dụng đến nay đã trên 40 năm, khu tập thể này đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Đó là chưa kể mạng lưới điện sử dụng không an toàn, nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào. Rất là nhiều lần rồi cũng họp, rồi cũng đi khảo sát. Nhưng mà cũng như tới ngày hôm nay,
cũng quá dài mà nó cũng đã xuống cấp trầm trọng như thế thì người dân ở không an tâm. Từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Sở Xây dựng kiểm tra và lập phương án tu sửa nâng cấp. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ có kế hoạch cải tạo xây dựng lại 10 chung cư, trong đó có chung cư Ngô Hữu Hạnh. Tuy nhiên đến nay, chỉ có một số đoàn đến khảo sát và ghi nhận hiện trạng. Địa phương cũng thường xuyên quan tâm theo dõi và sẽ tiếp tục đề nghị đến với các cơ quan có thẩm quyền về việc mà sớm xem xét cải tạo hoặc là sửa chữa tạm đối với một số điểm chung cư Ngô Hữu Hạnh, rồi dãy nhà 12, 14 Phan Đình Phùng, theo sớm để đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống. Hiện tại ở khu chung cư Ngô Hữu Hạnh và nhà tập thể Phan Đình Phùng, ngoài những nỗi lo về nhà ở xuống cấp thì cư dân ở đây luôn bất an về phòng cháy chữa cháy. Nếu có sự cố thì việc thoát hiểm và chữa cháy cũng gặp khó. Trong khi chờ Sở Xây dựng có phương án nâng cấp tu sửa thì trước mắt cần có sự quan tâm kiểm tra thường xuyên của cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương và chính quyền sở tại, kết hợp trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cư dân các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn và thoát hiểm khi có sự cố. Thông tin liên quan đến công tác an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, các cấp mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ đã tổ chức xây dựng sửa chữa 365 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 21 tỷ 400 triệu đồng giúp người nghèo an cư. Dự kiến cuối tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khởi công đợt 2, xây dựng mới 100 nhà đại đoàn kết, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng 500 căn nhà đại đoàn kết, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đi đôi với công tác vận động xã hội hóa xây dựng nhà, mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên còn tích cực động viên tạo điều kiện hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân nhiều mặt. Các đoàn thể hỗ trợ dây vốn tập huấn kỹ thuật để các hộ gia đình đầu tư sản xuất chăn nuôi mua bán nhỏ. Qua đó, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của người dân trong những đợt triều cường sắp tới, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ và Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều sẽ phối hợp lắp đặt 30 biển cảnh báo khu vực ngập sâu trong nội ô. Các biển cảnh báo này sẽ được lắp đặt trên các tuyến đường như cách mạng tháng 8, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Hoài, 30 tháng 4, 3 tháng 2 và các tuyến vào khu vực Hồ Bún Sáng, Hồ Sáng Thổi. Đây là những tuyến ngập sâu, đi lại khó khăn và mất an toàn khi triều cường dâng cao. Cùng với việc lắp biển báo tại các vị trí ngập sâu thì các phường trong quận còn bố trí dây giăng rào lại những vị trí xung yếu như khu vực hồ, khu vực đông người có mặt đường hư hỏng xuống cấp. Phòng cũng đã phối hợp với Ban an toàn giao thông, Sở Giao thông và Công an thành phố, Công an quận Ninh Kiều cũng đã tiến hành là khảo sát các biển báo, điều chỉnh một số loại biển báo trên các tuyến đường của quận Ninh Kiều. Và đối với những cái vị trí mà có cái vị trí mà hố sâu nữa, trong cái quá trình mà nước ngập á, thì phòng cũng cho lắp đặt các biển báo để cảnh báo để đảm bảo trong khi người dân đến để mà mình phát hiện được cái vị trí đó là nguy hiểm để người ta biết để mà tránh, để mà đảm bảo an toàn cho người dân. Thưa khán giả, tại xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ có một công trình nâng cấp lộ giao thông đang thi công dở dang do vướng mặt bằng. Và đáng nói hơn, trên tuyến đường này có đến 4 cây cầu đang chờ xây dựng nhưng chưa biết đến khi nào mới thực hiện được. Gần 4 km đường này có tới 4 cây cầu chưa có mặt bằng để thi công. Người dân địa phương ngán ngẩm, người tham gia giao thông rất khó khăn khi qua lại những đoạn đường này. Thì mong muốn thì làm cho nó ổn định, còn nếu không ai làm lộ hết. Phải làm lại hết cho bằng cái mặt lộ này, lại tới đây, còn để đây. Một khi nó bụi bặm rồi nó bay vô nhà, đâu tá lả chứ đâu chịu nổi. So với cái đường thì nó rất là thông thoáng nhưng mà cầu rất là khó khăn. Thứ hai nữa là cái an toàn giao thông á, ổ gà nó dễ mất an toàn giao thông. Thì cũng đề nghị là đầu tư đồng bộ hết để cho người dân thuận tiện đi lại, để giao thông nó thông thương. Tuyến đường từ ngã ba nông trường tới sân phơi số 4 thuộc địa bàn xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ được khởi công từ tháng 4 năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, công trình gặp một số khó khăn. Còn vướng cái mấy cái chỗ mà mái che với nhà dân chưa thể nào triển khai thi công được. Về cái thủ tục thì hiện nay là ban đã có, mà đang kiểm kê các hộ dân đã cơ bản đã xong, là đang chờ thông qua hội đồng để mà chi trả bồi thường cho dân. Cái khó khăn nhất của nhà thầu hiện nay đó là 4 cây cầu là tất cả đều vướng mặt bằng thì chưa có nhà thầu chưa thể triển khai được. Nhà thầu đã đúc cọc ở tại Cần Thơ hết rồi, chỉ cần đợi giải phóng mặt bằng để triển khai. Nhà thầu thì rất mong là địa phương hỗ trợ phần giải phóng mặt bằng của 4 cây cầu để nhà thầu hoàn thành trong cái thời gian sớm nhất. Người dân hy vọng sớm có những cây cầu mới tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông cũng như phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ tư năm 2023, sáng nay 17 tháng 9, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức lễ phát động mô hình Tuổi trẻ với không gian xanh. Tại lễ phát động, các cơ sở đoàn đã hưởng ứng và thực hiện trồng mới hơn 50 chậu cây kiểng với tổng trị giá 20 triệu đồng do Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều hỗ trợ thực hiện. Mô hình Tuổi trẻ với không gian xanh với mục tiêu phát động mỗi cá nhân, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng một cây xanh, mỗi đơn vị góp một mảng xanh mỗi năm. Sau lễ phát động, 32 cơ sở đoàn trực thuộc quận đoàn sẽ về triển khai nhân rộng mô hình tùy theo tình hình thực tế đơn vị. Hành trình cam là hoạt động thường niên thuộc tuần lễ sinh hoạt định hướng Orientation Week dành cho tân sinh viên, vừa qua đã được trường Đại học FPT Cần Thơ phối hợp với quận đoàn Ninh Kiều tổ chức. Hành trình cam thu hút sự tham gia của gần 2.000 tân sinh viên K19 của trường Đại học FPT Cần Thơ, đồng loạt ra quân thực hiện dọn vệ sinh môi trường trên 13 tấn rác thải tại 11 phường của quận Ninh Kiều. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng, hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần chung tay bảo vệ môi trường sống, qua đó cũng lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên trường Đại học FPT Cần Thơ. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã vừa tổ chức họp mặt tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi là con của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công tác trong lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Với chủ đề đêm hội trăng rằm, các cháu được vui chơi tham gia trò chơi tập thể, giao lưu văn hóa văn nghệ và được tặng quà bánh trung thu, lồng đèn. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do Hội Phụ nữ cơ sở và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp tổ chức sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thể hiện tình cảm trân quý, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhằm giúp các cháu thiếu nhi hưởng Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và là dịp để các cháu giao lưu học hỏi, phấn đấu trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, cứ thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần, tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có một lớp học miễn phí dành cho các em nhỏ khoảng từ 8 cho đến 15 tuổi có đam mê môn dân ca giọng cổ. Ở lớp học này, các em không chỉ thỏa mãn niềm đam mê ca hát mà qua đây còn phát hiện được nhiều tài tử nhí, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Lớp dân ca giọng cổ nhí của nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều không quá đông, nhưng mỗi buổi học là cả sự hứng thú của cả thầy và trò cho từng lời ca tiếng hát. Lớp học này đã hoạt động được 4 năm và có nhiều em đã gắn bó từ lúc thành lập đến nay. Dạ là con học cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi. Người đứng lớp giảng dạy dân ca giọng cổ nhí là nghệ sĩ ưu tú Ái Hằng. Từ lưỡng nghệ thuật của mình, chị luôn muốn truyền dạy từ những kiến thức căn bản nhất về đờn ca tài tử cho đến chuyên môn ca diễn cho các em. Và niềm vui nhất của chị là qua những cuộc thi liên quan về tài tử dành cho thiếu nhi, những học trò của mình cũng đã đạt được thành tích cao. Để tìm những cái nhân tố trẻ như các bé hiện nay là thời đại 4.0, mà kiếm được những cái tiềm năng trẻ như các bé để hát bài bản lớn của đờn ca tài tử thì rất là hiếm. Cho nên là tôi có đi đến đâu hoặc ở đến nơi nào tôi cũng chú ý, tức là tôi sẽ tìm tòi và phát hiện những cái nhân tố tặng mà từ đó thì mình mới truyền cái lửa đam mê qua cho các bé được. Ở nhà thì có ông bà nội cũng hay nghe cải lương, rồi bà cũng hay hát cho bé nghe, rồi bé cũng thích nên tôi chọn cái dòng nhạc quê hương cho bé theo học để giống như là giữ lại những cái bản sắc của dân tộc mình. Niềm đam mê tài tử của các em ở đây lớn dần không chỉ nhờ sự truyền dạy của các thầy cô mà còn là sự hỗ trợ từ phía gia đình. Tức là một lớp thường thì khoảng 5-7 em theo học thì cũng được 2-3 cái lớp học sinh như vậy. Khi thuận tiện thì các con có thể đến học. Còn ví dụ việc gia đình hoặc việc kinh tế hoặc việc học nó bận biểu nhiều quá thì các bé có thể tạm dừng lại. Nhưng tôi nghĩ rằng cái đam mê trong các con thì đến một lúc nào đó thuận tiện các con sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi cái vốn quý này.
Bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, không chỉ ở những đề án của các ngành chức năng, mà qua những mô hình sinh hoạt giao lưu tại địa phương hay những lớp học dành cho thiếu nhi như thế này, và đặc biệt là sự truyền dạy của các nghệ nhân sẽ càng hun đúc thêm niềm đam mê nghệ thuật truyền thống của vùng Nam Bộ cho thế hệ trẻ mai sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.